Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác. Có những người giống như chiếc xe rác vậy, họ chứa trong mình đầy rác rưởi, sự thất vọng, tức giận và chán nản, và tất nhiên họ phải tìm chỗ để chút bỏ mớ rác rưởi đó. Nếu thấy họ chút lên bạn thì bạn đừng đón nhận, hãy mỉm cười, vẫy chào, chúc họ vui, rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ tin tôi đi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Về tác giả, David G. Paulay là cử nhân kinh tế của Trường Đại học Gia Lê và thạc sĩ tâm lý học hiện tại. Tất cả những công việc ông làm đều nhằm một mục đích là giúp mọi người có cuộc sống hạnh phúc, thành công hơn và mang thêm sự lịch lãm đến thế giới này. Ông là một nhà báo nổi tiếng, người phát ngôn và chủ trì nhiều hội thảo thu hút rất đông thính giả trên toàn thế giới. David G. Paulay còn là giám đốc điều hành tổ chức tâm lý học tích cực quốc tế, giáo sư thỉnh giảng của Trường Đại học Pennsylvania và chủ tịch tổ chức Momentum Project LLC. David hiện sống tại Florida cùng vợ ông và hai người con gái. Cảm nhận về sách. Cuốn sách nhỏ gọn, thông điệp bên trong vô cùng dễ hiểu, cuốn sách mà các bạn trẻ nên đọc để có động lực hoàn thành bài toán trưởng thành của chính mình. Nội dung không quá dài dòng, chỉ vọn vẹn trong 7 chương. Mỗi một câu chuyện, triết lý được mang đến đều được lấy từ chất liệu cuộc sống bình thường ở ngoài kia. Cuốn sách đặc biệt này hứa hẹn sẽ thuyết phục được những bạn đọc khó tính nhất, bởi những gì bạn thu được sau khi đọc xong cuốn sách này có thể áp dụng từ những vấn đề nhỏ nhất trong cuộc sống này. Con đường đến với thành công của chúng ta rất dài, vì thế hãy bỏ qua những điều rắc rối, vụn vặt, tập trung vào mục tiêu quan trọng của bạn. Đừng vì một vài thứ không đáng để bạn mất thời gian cản trở con đường bước đến vinh quang của bạn. Tác giả đã dùng hình ảnh so sánh chiếc xe rác và rác khiến chúng ta bất ngờ vì bài học cuộc sống ý nghĩa đằng sau đó chính là lời khuyên hữu ích dành cho những vụn vặt trong cuộc sống mà bạn trẻ phải đối diện. Nếu đã là rác thì đừng xả ra bên ngoài và ngược lại cũng đừng đem về cho bản thân. Trên suốt cuốn sách, xe rác mang trong mình những vai trò khác nhau ở cuộc sống. Hình ảnh so sánh độc đáo nói về cách ứng xử của mọi người trong cuộc sống. Tác giả dạy chúng ta cách chiến đấu chống lại cảm xúc tiêu cực của cuộc sống, trân trọng những điều bé nhỏ, cư xử đúng mực với những người xung quanh. Trong cuộc sống này chúng ta không thể tránh khỏi những muộn phiền, bởi vì đó là một phần không thể thiếu rồi. Quan trọng là bạn sẽ phải đối diện với nó như thế nào. Đừng để nó làm tiêu tốn năng lượng và thời gian của bạn. 7 cam kết của bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác. Cam kết thứ nhất, hãy bỏ qua những chiếc xe rác. Cam kết thứ hai, đừng tự vấy bẩn cuộc sống của mình. Cam kết thứ ba, đừng biến mình thành chiếc xe rác. Cam kết thứ tư, giúp người khác thôi xả rác. Cam kết thứ năm, cuộc sống không có xe rác. Cam kết thứ sáu, xây dựng một gia đình không có xe rác. Cam kết thứ bảy, xây dựng môi trường làm việc không có xe rác. Trích dẫn đắt giá từ bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác. 1. Hãy nhớ rằng dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn có thể tìm ra cách hành xử khác. Chỉ cần bạn nhìn nhận lại vấn đề và suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Đừng để cho những chiếc xe rác kích động, lôi kéo bạn vào một cuộc chiến dai dẳng và vô bổ. Rồi cuối cùng bạn lạc hướng khỏi mục tiêu của mình. 2. Bạn không cần trốn tránh những ký ức tồi tệ hay kìm nén những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi chúng xuất hiện. Bạn chỉ cần mỉm cười vẫy chào nó rồi bước tiếp con đường bạn đang đi. Đừng để những ký ức đau buồn làm giảm lòng tin của bạn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 3. Khi bạn coi sự trả thù là mục tiêu sống, nghĩa là bạn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc, sức khỏe và thậm chí là sự an toàn của mọi người, trong đó có cả chính bạn. 4. Mở lòng với những người bạn tin cậy và yêu mến là việc nên làm, nhưng trước đó bạn cần có sự chấp thuận của họ. Có như thế bạn mới có thể bộc bạch hết nỗi lòng mà không bị cho rằng đã quấy rầy hay làm phiền họ. Cảm ơn những người thu gom rác thực sự. Công việc của những người thu gom rác là mang đi và dọn sạch rác rưởi để mọi người có thể sống trong môi trường sạch sẽ và trong lành. Có lẽ hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc tuân thủ luật của chiếc xe rác. Tôi và bạn, tất cả mọi người đều phải biết ơn họ, những người đang giúp giữ gìn thế giới của chúng ta tươi đẹp. Lời kết. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác như một cái chổi, giúp bạn dọn dẹp hết tất cả những cảm xúc tiêu cực của cuộc sống đem lại. Nếu muốn có một cuộc sống hạnh, thì đây chắc chắn là cuốn sách chúng ta không thể bỏ qua.